I'm hungry, I need to eat something now. Đói trong tiếng Anh là hungry, mà đôi khi mình muốn nói là hơi hơi đói thì mình có một cái từ khác ngoài từ hungry, đó là từ peckish. Peckish có nghĩa là hơi hơi đói. Ví dụ như là vào khoảng giữa buổi mình có thể là đói. By 10 o'clock I often feel peckish. Peckish là hơi hơi đói, a little bit hungry, peckish. Trong tiếng Anh thì người ta còn hay sử dụng một từ khác thay cho từ hungry, là từ starving. Ví dụ I'm starving có nghĩa là tôi đói sắp chết rồi, đói lắm rồi. Okay, I'm starving, starving nghĩa là đói, đói rất đói. Gần gần giống với nghĩa của từ starving là từ ravenous, ravenous. Ví dụ như là they're ravenous, they're thirsty, họ rất là đói, họ rất là khát. Đó, they're ravenous, they're thirsty. Hoặc là có một cái cách diễn đạt là rất là quen thuộc, đó là I could eat a horse. I could eat a horse. Có nghĩa là tôi rất là đói, tôi có thể ăn hết một con ngựa. I could eat a horse. Đó. Như vậy trong video này thì Quang đã hướng dẫn các bạn một số cách rất là quen thuộc để sử dụng khi mà mình muốn nói đói. Mình có thể sử dụng là từ hungry, hơi hơi đói thì mình sử dụng từ peckish, rất đói, starving hoặc là ravenous hoặc là I could eat a horse. Hy vọng là video hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi.